lớn rồi bắt người ta hầu á, chả biết uống Vương Hoàng Thanh Phong lớp này cả soda này à, lớp này cả alo nhiều lúc tôi cứ nghĩ em ơi em đang làm gì vậy, cuộc sống em có ổn không, người ta có bên em từng ngày, hạnh phúc và nước mắt em ơi liệu còn cay đắng, giấc mơ với thù hằn ta đâu còn say đắm, chiếc cúp ta đã vậy không được may mắn thì thôi hãy giữ cho nhau bên nhau những lần những đau khổ tột cùng, em ơi đừng giữ lời hãy quên tôi đi, tốt đẹp gì đâu vậy, em đã có người khác và tôi cũng đã có người khác, người ta thì chững chạc còn say tiếp đưa em đi làm, còn tôi thì sao thì đâu cần hỏi han, em cũng biết về đêm rồi pha ngày bạn bè thác loạn không cần thiết, tôi thích hút cần xa cũng như em thích làm đẹp thôi mà, tôi vẫn yêu em bằng tất cả tuyệt đối không một chút dối trá, vậy tại sao quay đi em bỏ đi không lên tiếng, chắc tại nước đã tràn ly em có ai giờ tôi không biết, em đang làm gì vậy, cuộc sống em có ổn không, hạnh phúc hơn bên tôi điều đó chắc chắn chứ, niềm vui với nụ cười hãy cứ để hẳn giữ, nhiều lúc tôi cứ nghĩ em ơi em đang làm gì vậy, vậy tại sao quay đi em bỏ đi không liên tiếp, chắc tại nước đã tràn ly em có ai rồi tôi không biết, nhiều lúc tôi lặng nghĩ em ơi em đang làm gì vậy, đôi mắt em sao còn ướt đẫm nhưng vẫn bên tôi từng ngày, người ta yêu thương em lắm với những vết thương bầm trên mặt, em phải chứa một mình một góc trong lỗi lầm và nước mắt, bạn bè em có kể về tôi những câu chuyện thật là tồi tệ nhưng tôi đâu biết làm được gì, chỉ nghiến chặt răng và nghe đàn ông họ là thế, tôi tưởng em biết rõ rồi, qua những gì khi bên tôi nghĩ em hiểu rõ rồi, đàn ông họ ngoài công việc họ cần bạn bè và những quan hệ, đâu thể nhận nhịn em từng ngày em không tôn trọng và lắng nghe, em lại đem nước mắt sau mỗi lần cãi vã, với những gì hiểu về em tôi không có trách anh ta, cũng một chiều thiền một tôi gặp em ở một nơi cũ, chắc tại tiếng nhạc buồn tôi uống với em một ly đường, chắc em xin lỗi tôi có người khác rồi, em khóc và ôm lấy tôi xin lỗi tôi hết thương em rồi, em đang làm gì vậy, cuộc sống em có ổn không, hạnh phúc hơn bên tôi điều đó chắc chắn chứ, niềm vui với nụ cười hãy cứ để hắn giữ, nhiều lúc tôi cứ nghĩ em ơi em đang làm gì vậy, em đang làm gì, ngã đi trước mặt tôi xin lỗi tôi có người khác rồi, em khóc vào ôm ấy tôi xin lỗi tôi hết thương em rồi. Ý niệm không thuộc, ai thuộc hát đi. Bà ấy. Đấy á? Biết chuẩn ấy. Đâu? Đây á? Đấy. Sao cái này xấu đấy? Cái này này, hình như nó xấu đấy. Đấy.
về những ngày những giọt nước mắt cay và đọc những câu điệu say chết lặng để không còn là chính mình. Tôi làm em buồn và khóc những câu chuyện nó thực lòng. Tôi đâu có muốn em phải đọc những giấc mơ ta cùng nhau phấn đấu, những khắc khổ từng bên nhau đứng đầu. Còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy, mình làm được gì cho nhau? Có bao giờ anh muốn là tôi quay lại và mang em đi thật xa, cả những nỗi buồn, những vết thương sau mỗi lần em vấp ngã. Giờ em đang làm gì vậy? Mọi thứ có như em thấy, em ghét cuộc sống mới đắt tình yêu hạnh phúc với từng ngày. Và có gì đâu đó chỉ là hai giọt nước mắt, và có gì đâu đó chỉ là hai con người vì chút ích kỷ mà lạc mất nhau. Và có gì đâu baby, chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau anh nghĩ vì những mệt mỏi. Tôi đã quên em lâu, tôi tự nhiên nó đâu, giờ vẫn còn một sầu trên môi. Và những ngày đầu em bên tôi đã quên em thật đấy. Tình yêu của tôi chỉ như vậy, chỉ thích phút cần và đi nhanh, đâu dậy quan tâm em từng ngày. Bởi tôi chỉ đang ngơi nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt. Chắc tiếng sâu này mang ấm em có lẽ lại là người khác. Tôi đã quên em lâu, tôi đã quên em thật đấy. Tôi đã quên em lâu rồi thật đấy. Tôi không còn nhớ về một tí gì hết sau những ngày bên em ta có nhau, bên em ta mất nhau và bên em ta thấy buồn rầu. Rồi một lúc nào đó em nhìn thấy cuộc sống hàng ngày không như vậy, không như em nghĩ, không như em đợi. Những ngày không ai không vung lời và không có gì hết, không có gì hết. Ta trao nhau hết rồi, chẳng vương lại gì đâu. Rồi mùa đông lại đến, cái lạnh chinh chẳng và máu vào ven của nỗi cô đơn. Còn điều gì tồi tệ hơn hay những cơn mưa đã rét mang nước mắt cùng với cảm mờ. Tại sao anh ta mãi không thể lớn? Rồi một buổi sáng sớm mình gặp nhau trên con đường về, nhìn nhau và hỏi tại sao lại như thế, tại sao chúng ta lại không thể dằn vặt làm chi cho tuyệt vời. 1500 có lẽ ngày bên nhau giờ đây ngượng ngùng vì tôi gặp cuộc đời sợ mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu.